Một ngày đi hết các điểm đến mới ở Măng Đen. Thanh Hằng gợi ý các địa điểm mới có khung cảnh thiên nhiên đẹp ở Măng Đen và lịch trình khám phá trong một ngày. Nguyễn Thanh Hằng, 24 tuổi, người Hà Nội, chuyển vào Măng Đen sinh sống và làm việc được 8 tháng. Thời gian ở đây, cô để dành những ngày cuối tuần. Tách mình khỏi công việc, khám phá từng ngõ ngách của thị trấn nghỉ mát này. Nhiều người nói Măng Đen buồn, ít chỗ chơi. Quanh đi quanh lại chỉ có thác Ba Sĩ, tượng Đức Mẹ, hồ Đắc Ke, làng con Bờ Riêng. Nhưng sự thật Măng Đen có nhiều điểm đến khác còn mới. Ít người biết, gắn với khung cảnh thiên. Đây là những nơi mình được người bản địa gợi ý, Thanh Hằng chia sẻ. Nếu dậy sớm, từ 5 giờ là thời điểm lý tưởng để đi săn mây ở khu vực đường Trần Nhân Tông. Tại địa điểm này có thể ngắm nhìn được biển mây bồng bềnh ngay dưới chân. Khoảng 6 giờ mặt trời bắt đầu xuất hiện, mây dần tan. Để tới được đây, bạn sẽ đi qua những con đường rừng khá đẹp. Lại vắng người, có thể dừng lại để nghỉ ngơi, chụp ảnh. Đường rừng với những vệt nắng xuyên qua tán lá là đặc sản của thị trấn Măng Đen. Ở Măng Đen có nhiều con đường được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp núi non, nằm giữa những rừng thông cao. Đi qua những con đường này, thi thoảng bạn sẽ nghe được tiếng suối chảy róc rách. Đến khoảng 8 giờ, hãy tới sân bay Măng Đen cũ, chụp ảnh với đồng cỏ lau. Ở đây hiện là bãi đất trống, không có người quản lý nên có thể thoải mái ra vào, nhưng bạn cần giữ vệ sinh và trật tự chung. Bãi lau ở sân bay cũ ít người biết đến nên khá hoang sơ, bông lau già, cao ngang đầu. Thác Lô Ba, đường số 1, đầu thị trấn Măng Đen, là điểm đến tiếp theo. Thác có độ cao trên 40m với hơn 250 bậc tam cấp dẫn xuống suối. Dòng nước của thác Lô Ba mang theo hơi lạnh núi rừng bắt nguồn từ đỉnh Măng Bút. Đắc Tăng, măng cành đổ xuống, tung bọc trắng. Năm 2015, huyện Con Plông, Kon Tum đã đầu tư một tuyến đường mới để phục vụ cho người dân tới đây. Đường được bê tông hóa, có đoạn dốc khó đi. Bạn nên đi xe máy vì sẽ chạy qua những khu rừng thông xanh và rừng nguyên sinh. Thoảng hương thơm của hoa cà phê. Cầu treo Kon Tu rằng cách thị trấn Măng Đen 10 km. Cầu bắc qua sông với nhiều bãi đá tự nhiên lớn nhỏ đan xen. Hai bên dòng sông là đồng lúa tạo thành lớp sóng chạy dài dưới nắng. Khung cảnh như một bức tranh khổng lồ ngay dưới chân. Không bỏ công bọn mình chạy xe hơn 10 km tới đây, Hằng kể. Khám phá làng Kon Tu rằng dưới chân cầu vào buổi chiều là gợi ý tiếp theo. Hằng và nhóm bạn chạy xe về khu đập ngăn nước gần tượng Đức Mẹ. Khúc cua từ ngã ba quốc lộ 24 và đường Ngô Quyền có một hồ nước nhỏ. Vắng người nhưng đang có khu nhà dựng lên cho công nhân làm đường. Về đây kịp lúc 17 giờ, hoàng hôn buông xuống vừa đẹp để kết thúc một ngày trọn vẹn. Các địa điểm trên đều nằm trong thị trấn Măng Đen nên di chuyển nhanh, chủ yếu là ngắm cảnh và chụp ảnh. Bạn có thể nhanh chóng quay về homestay để nghỉ trưa hoặc ghé cách quán cà phê, dưỡng sức cho hành trình buổi chiều. Ngoài ra, những nơi này đều được ra vào cửa tự do, khá vắng vẻ, ít người biết. Bạn chỉ cần đổ đầy một bình xăng từ 80.000 đến 100.000 đồng cho cả ngày di chuyển. Thêm tiền ăn trưa, cà phê khoảng 200.000 đồng.